Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Chuyện gì thì cũng phải có sự khởi đầu. Để có thể hiểu biết về thế giới cổ đại như ngày nay thì con người chúng ta đã phải trải qua những ngày đầu tiên chập chững và mò mẫm với những di cốt đã hóa đá của các sinh vật. Mà hồi đó cho các vị tiền bối nghĩ, chỉ có Chúa mới biết chúng đến từ đâu. Chúng ta đã biết rằng cách đây đúng 200 năm thì nhà cổ sinh vật học William Buckland đã đặt tên cho khủng long đầu tiên là Megalosaurus. Tuy nhiên, thế giới cổ đại không chỉ có khủng long mà còn có nhiều nhóm động vật khác như rực long, thương long, thần lằn cổ rắn. Đâu là giống loài đầu tiên được con người biết đến của những phân loại này? Thì hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Ngư long đầu tiên được đặt tên Ichthyosaurus. Ngư long là một nhóm bò sát có ngoại hình đặc biệt khi trông giống với cá heo hiện đại. Chúng là một trong những nhóm bò sát đã từ cuộc sống trên cạn quay trở lại với đại dương sớm nhất và thích nghi một cách tương đối triệt để khi tứ chi đã biến thành chân trèo thích hợp với việc bơi lặn, phần móng kéo dài để thuận tiện khi bắt cá. Chúng từng là nhóm sinh vật đông đảo nhất của các đại dương từ Tam Điệp muộn cho đến Jura sớm trước khi bị lấn át bởi một nhóm bò sát săn mồi dưới đại dương khác là Plesiosauria. Chúng suy giảm dần dần và tuyệt chủng hoàn toàn vào khoảng 90 triệu năm trước. Những minh họa đầu tiên về xương ngư long hóa thạch do nhà tự nhiên học người xứ Wales Edward Wright xuất bản vào năm 1699 và ông cho rằng đó là xương của cá. Những hóa thạch khác của ngư long cũng được phát hiện rải rác khắp châu Âu, nhưng tất cả đều bị nhận diện nhầm là xương cốt của những động vật mà con người đã biết khi đó, chẳng hạn như cá, cá sấu, cá heo, sư tử biển hay thậm chí là xương người. Hãy bước sang đầu thế kỷ 19 thì giới khoa học đã phát hiện các bộ xương ngư long tương đối hoàn chỉnh tại Anh với sự đóng góp rất lớn của nữ thợ săn hóa thạch huyền thoại Mary Anning và anh trai của bà là Joseph Anning. Vào năm 1818 thì nhà tự nhiên học người Đức Charles Koenig đã đặt ra thuật ngữ Ichthyosaurus, có nghĩa là thần lằn cá, nhưng chưa sử dụng trong các mô tả khoa học chính thức. Phải đến năm 1821 thì Henri de la Beche và William Conybeare mới chính thức hóa danh pháp Ichthyosaurus như một chi bò sát cổ đại, kèm theo tên loài là Communis. Do đó chúng ta có danh pháp ngư long đầu tiên là Ichthyosaurus communis. Tuy nhiên, danh pháp này dựa trên một mẫu vật đã mất và về sau lại được xác định thuộc một chi ngư long khác, đó là Chemnodontosaurus. Một mẫu vật khác thì bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng may mắn là vẫn còn một bản sao bị thất lạc đã được tìm thấy vào năm 2022, chứng minh rằng đó thật sự là một cá thể Ichthyosaurus dù chưa rõ loài. Đến năm 1835, nhà động vật học người Pháp Henri-Marie Dorothée de Bledville dựa trên Ichthyosaurus đã thành lập một bộ hoàn toàn mới là Ichthyosauria, mở ra một chương mới cho những nghiên cứu về ngư long. Thần lằn cổ rắn đầu tiên được đặt tên Plesiosaurus. Thần lằn cổ rắn còn gọi với tên khác là thần lằn đầu rắn, là một nhóm bò sát biển được xếp vào bộ Plesiosauria. Chúng có ngoại hình khá đặc trưng với phần thân hơi bè và rộng, đuôi ngắn, tứ chi đã tiến hóa thành chân trèo phù hợp cho việc bơi lặn, được hỗ trợ bằng các cơ mạnh mẽ gắn với những phiến xương được hình thành từ đai vai và xương chậu. Chúng hít thở không khí, đẻ con và có nhiều bằng chứng cho thấy chúng là động vật máu nóng. Thần lằn cổ rắn nằm trong số những bò sát biển hóa thạch đầu tiên được con người khám phá. Những phát hiện được cho là liên quan đến thần lằn cổ rắn đã được ghi nhận từ đầu thế kỷ 17, hay cụ thể hơn là vào năm 1605. Một nhà sưu tập đồ cổ người châu Âu tên là Richard Westergen đã vẽ lại một số đốt sống và ông cho là xương cá. Nhưng đối chiếu sau đó cho thấy đây thực chất là các đốt sống của thần lằn cổ rắn cổ đại. Năm 1719, nhà khảo cổ người Anh William Stukeley đã mô tả một bộ xương thần lằn cổ rắn không nguyên vẹn nhờ sự giới thiệu của Robert Darwin sir Elston, chính là ông cố của cha đẻ thuyết tiến hóa Charles Darwin. Tất nhiên lúc này ông chưa biết đó là xương của thần lằn cổ rắn, mà chỉ nghĩ đó là một sinh vật biển, có thể là cá sấu hoặc cá heo. Các phát hiện về thần lằn cổ rắn liên tiếp diễn ra sau đó trong thế kỷ 18, tuy nhiên chúng ta không có được những hóa thạch quá nguyên vẹn để có thể hình dung rõ hơn về những con bò sát biển kỳ lạ này. Phải bước sang thế kỷ 19, người ta mới khám phá được một bộ xương tương đối nguyên vẹn trong một bộ sưu tập tư nhân. Bộ xương này sau đó được hai nhà khoa học Henri de la Beche và William Conybeare mô tả vào năm 1821 và họ nhận thấy nó có đủ những khác biệt để xếp vào một nhóm riêng. Họ đặt tên cho nó là Plesiosaurus, có nghĩa là gần với bò sát. Cái tên này ngụ ý rằng nó giống bò sát bình thường hơn là các Ichthyosaurus vốn được tìm thấy trong cùng địa tầng trước đó vài năm. Về sau, vào năm 1824, William Conybeare bổ sung tên loài là Dolichoderus, có nghĩa là cổ dài. Đến năm 1835, cũng như Ichthyosauria,
bộ Plesiosauria được nhà động vật học người Pháp Henri Marie Dubreuil de Blainville thành lập. Thương long đầu tiên được đặt tên Mosasaurus. Thương long là một nhóm bò sát biển ăn thịt được cho là có quan hệ với bộ bò sát có vảy ngày nay, với một số thành viên đã phát triển đến kích thước khổng lồ như Mosasaurus, Tylosaurus hay Brachnathodon. Chúng có danh pháp khoa học chính thức là Mosasauria, được thành lập vào năm 1880 bởi nhà cổ sinh vật học người Mỹ Othniel Charles Marsh. Tuy nhiên, hóa thạch đầu tiên của một loài thuộc nhóm Mosasauria hay thương long đã được khám phá vào năm 1764 trong một mỏ đá vôi ở dưới ngọn đồi St. Peter gần thị trấn Maastricht ở Hà Lan. Ban đầu thì người ta cho rằng đây có thể là một loài cá voi. Hộp sọ thương long thứ hai được tìm thấy vào năm 1780 và tiếp tục được mô tả như thuộc về một loài cá voi có răng chưa từng được biết đến bởi bác sĩ quân y đã nghỉ hưu người Hà Lan, Johann Leonhard Hofmann. Một số nhà nghiên cứu khác thì đưa ra quan điểm hai chiếc hộp sọ này giống với hộp sọ của cá sấu hơn. Chiếc hộp sọ thứ hai về sau rơi vào tay người Pháp và được chuyển đến nhà tự nhiên học người Pháp là Georges Cuvier. Năm 1808, Cuvier xác nhận rằng nó thuộc về một loài bò sát có kích thước khổng lồ nhưng không hề giống với bất kỳ loài nào còn sống ngày nay. Chính phát hiện này đã giúp hình thành những suy đoán đầu tiên của Cuvier về khả năng trong lịch sử đã có nhiều giống loài tuyệt chủng và là nền tảng cho thuyết biến hóa của ông. Tuy nhiên, Cuvier chưa bao giờ đặt cho chiếc hộp sọ này một danh pháp chính thức. Đến năm 1822, William Conybeare, người trước đó đã tham gia đặt tên cho Ichthyosaurus và Plesiosaurus, tiếp tục ghi dấu trong lịch sử khi đặt tên cho Mosasaurus, có nghĩa là thần là sông Meuse, theo con sông gần nơi phát hiện ra hóa thạch. Cuvier chấp nhận cái tên này và coi chiếc hộp sọ mà ông nghiên cứu chính là mẫu định danh. Đến năm 1829, nhà cổ sinh vật học người Anh Gideon Mantell đã bổ sung tên loài Hofmanni nhằm vinh danh Johann Leonhard Hofmann, người đầu tiên đã mô tả mẫu định danh của Mosasaurus. Rực long đầu tiên, Pterodactylus. Mấy nhóm kia thì loài đầu tiên nghe có vẻ dễ đoán vì hầu hết tên nhóm đều dựa trên tên loài đầu tiên mà đặt ra, chẳng hạn như Ichthyosauria bắt nguồn từ Ichthyosaurus, Plesiosauria bắt nguồn từ Plesiosaurus, Mosasauria bắt nguồn từ Mosasaurus, nhưng đến rực long thì sẽ khó hơn một chút. Rực long là nhóm bò sát có cánh và biết bay mà chúng ta đã không còn quá xa lạ. Chúng xuất hiện và tuyệt chủng gần như đồng thời với khủng long và cùng với khủng long là một trong hai nhóm chính của nhánh Avimetataxalia. Chúng là nhóm động vật có xương sống đầu tiên tiến hóa để có khả năng bay đường dài mạnh mẽ, với đôi cánh được tạo thành từ một lớp màng, cơ và mô kéo từ mắt cá cho đến ngón thứ tư của chi trước. So với các nhóm động vật hóa thạch khác, hóa thạch của rực long có phần hiếm hơn và độ nguyên vẹn cũng thấp hơn nhiều. Nguyên nhân lớn nhất là do cấu trúc xương rỗng giúp giảm nhẹ trọng lượng cơ thể của chúng. Những bộ xương hoàn chỉnh thường chỉ được tìm thấy trong các địa tầng có khả năng bảo quản hóa thạch siêu tốt, gọi là các Lagerstätten theo tiếng Đức. Vào cuối thế kỷ 18 thì hóa thạch rực long đầu tiên đã được phát hiện tại mỏ đá vôi Sonhofen ở bang Bavaria, có niên đại Jura muộn ở Đức. Hóa thạch này đã được nhà tự nhiên học người Ý Cosimo Alessandro Collini mô tả vào năm 1784, nhưng do chưa có khái niệm về tiến hóa hay tuyệt chủng, Collini không thể hình dung được sinh vật này thuộc về nhóm động vật nào còn tồn tại khi đó vì cấu trúc cơ thể quá đỗi kỳ lạ của nó. Ông cho rằng nó vẫn còn đang tồn tại ở đâu đó và chưa bị con người phát hiện. Theo Collini, đây có thể là một sinh vật biển, sử dụng cặp chi trước của nó như mái chèo để bơi. Quan điểm này vẫn còn được chấp nhận cho đến tận những năm 1830. Năm 1800, Johann Hegmann là người đầu tiên đã đề xuất đây là một sinh vật biết bay và đề xuất này được Georges Cuvier chấp nhận. Năm 1809, Georges Cuvier đã đặt ra thuật ngữ Pterodactyl, có nghĩa là móng vuốt có cánh để gọi sinh vật này. Đến năm 1815, cái tên này được Latin hóa thành Pterodactylus và đây chính là chi rực long đầu tiên được định danh trong lịch sử. Cuvier cũng nhận định chính xác rằng đây là một loài bò sát. Tuy nhiên, một số nhà khoa học khác thì tiếp tục tranh luận xem đây là hóa thạch của chim hay động vật có vú như rơi hoặc là thú có túi biết bay. Thương long đầu tiên được đặt tên Plesiosaurus. Thương long là cách dịch Hán Việt dành cho các loài thuộc nhóm Plesiosauridae, một nhánh nằm trong Plesiosauria, với một số đặc điểm khác biệt so với các loài thằn lằn cổ rắn chuẩn. Chúng có cổ ngắn hơn, cái đầu lớn, hàm lớn với nhiều răng nhọn. Trong khi thằn lằn cổ rắn thông thường có chân chèo phía sau nhỏ hơn chân chèo phía trước, thì thương long lại ngược lại. Chúng là những kẻ săn mồi lớn nhất đại dương trong thời đại của mình, với chiều dài từ 4 cho đến 10 mét, cho phép chúng sơi tất cả những gì chúng muốn, từ cá, cá mập, ngư long, thằn lằn cổ rắn khác cho đến khủng long. Cái tên Plesiosauridae này bắt nguồn từ chi thượng long đầu tiên, Plesiosaurus. Loài đầu tiên trong chi này là Plesiosaurus brachydeirus, do nhà cổ sinh vật học Richard Owen mô tả và định danh vào năm 1841. Tên chi Plesiosaurus bắt nguồn từ chữ Hy Lạp pleo, có nghĩa là nhiều hơn, và Plesiosaurus nghĩa là giống bò sát hơn.
Sở dĩ Richard Owen đặt tên như vậy là bởi ông cho rằng Plesiosaurus đại diện cho một mắt xích nằm giữa các loài thần lằn cổ rắn, trong đó cái tên Plesiosaurus có nghĩa là gần bò sát, với các loài cá sấu được xem là bò sát chuẩn. Còn tên loài Brachydeirus có nghĩa là cổ ngắn, trái ngược với Dolichodeirus có nghĩa là cổ dài. Đến năm 1874, họp Plesiosauridae được thành lập bởi Harry Seeley, bao gồm Plesiosaurus và những loài được xem là có họ hàng gần với nó. Đến năm 1943, nhà cổ sinh vật học người Mỹ Samuel Paul Wells mới thành lập phân bộ Plesiosauridae, bao gồm tất cả những loài có quan hệ gần với Plesiosaurus Brachydeirus hơn là Plesiosaurus Dolichodeirus. Khủng long đầu tiên được đặt tên Megalosaurus. Và cuối cùng, như anh bạn mà chúng ta quan tâm nhiều nhất và cũng biết nhiều nhất về khủng long đầu tiên được đặt tên thì kênh đã có một video rất chi tiết. Tuy nhiên, để cho video này được trọn vẹn thì cũng xin nhắc lại câu chuyện một lần nữa. Những hóa thạch khủng long đầu tiên đã được các nhà sưu tầm hóa thạch khám phá trong các thế kỷ 17 và 18 ở châu Âu. Cũng như các nhóm động vật hóa thạch này thì chúng bị nhận diện nhầm là xương của voi chiến, của người khổng lồ hay một sinh vật thần thoại nào đó. Chỉ đến khi nhận thức khoa học về sự sống cổ đại phát triển hơn, đến đầu thế kỷ 19 thì nhà cổ sinh vật học tiên phong người Anh William Buckland cùng người bằng hữu và cũng là đồng nghiệp thân thiết của ông William Coney Baer mới nhận định rằng đây là xương hóa thạch của một loài bò sát cổ đại đã tuyệt chủng. Trong các trao đổi giữa hai người và với bên ngoài, họ gọi đó là Huge Lizard, có nghĩa là thần lằn lớn. Năm 1822 thì Coney Baer đã nghĩ ra cái tên Megalosaurus, tuy nhiên Buckland vẫn tiếp tục kiên trì nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong giai đoạn này thì cái tên Megalosaurus suýt chút nữa đã bị một nhà khoa học khác tên là James Parkinson chiếm mất, nhưng không được giới khoa học công nhận vì hóa thạch của ông này không đầy đủ. Đến năm 1824, Buckland mới chính thức công bố cái tên Megalosaurus trong cùng một cuộc họp với Plesiosaurus, kèm theo đó là bản mô tả chính thức và đầy đủ xác nhận tính hợp lệ của danh pháp Megalosaurus, cũng chính là danh pháp khủng long đầu tiên được đặt trong lịch sử. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những cái tên đầu tiên trong lịch sử của các nhóm ngư long, thanh lăn cổ rắn, thương long, rực long, thượng long và cả khủng long, những nhóm bò sát cơ bản và quen thuộc với chúng ta. Những cái tên này đánh dấu một sự khởi đầu rất quan trọng cho lịch sử của ngành cổ sinh vật học, giúp chúng ta hình dung về một thế giới cổ xưa mà con người chưa từng chứng kiến và cũng không hề hiện diện ở trong đó, thế giới của những sinh vật đã tuyệt chủng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.